Sau đây, tôi sẽ hướng dẫn chỉnh giờ, lịch tuần trăng cụ thể cho chiếc đồng hồ này. Đầu tiên thì chúng ta phải chỉnh cái lịch moon phase đầu tiên. Đó, trước khi chỉnh lịch tuần trăng, tôi xin lưu ý với các bạn, đó chính là lịch tuần trăng trên đồng hồ mang tính chất nghệ thuật, phô bày nhiều hơn là cái tính hữu dụng. Thế nên là cái hiển thị lịch tuần trăng chúng ta nhìn thấy chỉ mang tính chất tương đối đúng ngày mà thôi. Bạn dùng nút bấm chuyên dụng của Rolex hoặc bất kỳ vật nhọn gì khác nếu đủ can đảm để chỉnh sao cho trăng tròn gần với mũi tên nhất. Như đây là tôi đã chỉnh gần với cái mũi tên này rồi. Bây giờ tôi sẽ chỉnh thêm một chút nữa nhé. Đó, bấm rất là nhẹ, khá là thích. Tiếp đấy chúng ta nhìn đúng chỉnh giờ cho qua ngày để lịch tuần trăng tự di chuyển đến đúng cái điểm trăng tròn. Đây, nhảy ngày. Đó, đấy, trăng đã chính xác, đã là tròn rồi đấy. Đây, sau đó chúng ta tiếp tục ấn nút ở cạnh đồng hồ với cái số lần tương ứng theo lịch trăng, đó chính là cái lần âm lịch của người Việt Nam chúng ta đấy. Xác định lịch âm thì rất là đơn giản, các bạn có thể Google search lịch âm, đúng không? Hôm nay là ngày 2 tháng 10 dương lịch, tương ứng với ngày 13 âm. Đó, thì còn 2 ngày nữa chúng ta sẽ đến rằm, chúng ta sẽ ấn 28 lần kể từ ngày rằm. Chúng ta sẽ có ngày 13 âm chính xác như cái ngày lịch âm lịch của chúng ta. Đây, tôi sẽ bấm cho các bạn xem 28 lần. 1 2 Và đây, đây chính là tôi đã, sau khi tôi bấm 28 lần thì đây sẽ là được cái ngày 13 âm như đúng lịch của chúng ta. Ngày hôm nay mùng 2 tháng 10 dương lịch. Đó là chỉnh lịch thiên văn. Sau đây thì chúng ta mới chỉnh đến giờ phút thì nó rất là đơn giản rồi. Chúng ta rút ra vặn xuôi núm và rút núm ra. Sau khi vặn xuôi núm về phía dưới này thì núm nó bật ra. Chúng ta rút ra vị trí đầu tiên. Đó, như các bạn đang thấy. Để chỉnh ngày thì đây là ngày đã là mùng 2 rồi. Hôm nay là mùng 2 chuẩn rồi. Thì sau đấy thì chúng ta chỉnh giờ cho đúng giờ ngày hôm nay thôi. Hiện tại bây giờ là 5 giờ 13 phút 12 phút. Đây rồi. Bạn. 5 giờ 13 phút chiều. 5 giờ 13 phút, đây, đó, chính xác, chuẩn. Tuy nhiên, khi chỉnh giờ thì các bạn cần lưu ý một điểm, đó là chỉnh theo đúng giờ 24. Đó, có một cách để chỉnh lịch rất là đơn giản, đó là các bạn đem qua cho chúng tôi sẽ chỉnh cho các bạn rất là dễ, nhanh, gọn, nếu các bạn sợ hỏng đồng hồ chẳng hạn.